Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Chào mừng bạn trở lại với channel Chém Game. Sau khi up các video lên, Ad luôn đọc các bình luận của anh em. Chỉ là đôi lúc nhiều quá nên Ad không rep kịp mà thôi. Trong đó có rất nhiều bình luận của anh em muốn Ad làm về các vị tướng xạ thủ nên chơi tại phiên bản này. Đặc biệt là xạ thủ là vị trí mà kiện tướng Việt ưa thích nhất. Đến mức độ mà ở các bậc rank kim cương đổ xuống, trận nào cũng phải có ít nhất 90% có 1 đến 2 vị tướng xạ thủ. Vậy thì tại chiến trường 2.0 này nên chơi vị tướng xạ thủ nào? Đặc biệt là solo đường, bởi solo đường rất ít khi có vị tướng trợ thủ mà hầu như toàn phải tự lực cánh sinh. Vậy thì vị tướng nào phù hợp? Sau đây là câu trả lời của Ad dành cho anh em. Top 5, Joker. Thực ra ở phiên bản hiện tại, Joker không còn hot. Bởi thứ nhất, Joker mất đi vị trí chủ lực là trợ thủ hero. Thứ hai, Joker bị giảm sức mạnh rất nhiều, đặc biệt là chiêu cuối. Không còn khả năng, không thể chọn mục tiêu. Thành ra ta mất đi khả năng outplay đối thủ và hoàn toàn có thể bị sốc sát thương triệt để, đặc biệt là các vị tướng sát thương phép. Nhưng dù vậy, đừng hoang mang anh em ơi. Thực ra Joker không còn hot ở trợ thủ, đơn giản là vị tướng xạ thủ đi rừng lên ngôi. Rất ít khi sử dụng Joker đi cùng xạ thủ, bởi như thế hoàn toàn không có sự bảo kê nào cả. Nhưng nếu xài team sát thủ thì sao? Chẳng có lý do gì chúng ta không chơi Joker. Ngoài vị trí đi roam để lấy lợi thế đầu game mạnh, thì Joker là một trong các lựa chọn xạ thủ đi đường khá tối ưu. Đặc biệt khi đối đầu với các vị tướng sát thương vật lý, khả năng sốc sát thương với nội tại và chiêu cuối cùng cấu rỉa tầm xa ưu thế. Với chiêu 1, Joker dù không còn hổ báo như trước, nhưng chắc chắn đây là một vị tướng xạ thủ đáng chơi. Đương nhiên S không ưu tiên anh em mua lắm. Vì dù sao, với 28.885 vàng thực sự là quá đắt, trừ khi anh em có hoặc mua rồi nhé. Sau đây là trang bị và bảng ngọc solo đường dành cho Joker. Top 4, Violet là vị tướng xạ thủ rất hot tại phiên bản hiện tại. Violet được gia tăng sát thương rất nhiều cho chiêu 2 và 3, đồng thời lượng năng lượng giảm giúp cô nàng đi đường khá ổn. Chúng ta nếu chơi quen Vio chắc chắn biết được một điều, Vio rất tiêu tốn năng lượng. Vio đi rừng thì là một huyền thoại rồi nên chúng ta bỏ qua. Còn Vio đi đường, lượng năng lượng sử dụng thực sự rất nhiều bởi sát thương chủ lực của cô nàng là thứ bộ combo. Trước đó thì phụ thuộc nhiều vào chiêu 1 đạn xuyên thấu, nhưng hiện tại thật may là cả bộ combo đều có thể gây lượng sát thương rất nhiều. Để đi solo đường tối ưu, Ad khuyên anh em nên mua một hoặc là hai cái trang bị cấp 1 mang tên đó chính là dây chuyền ma thuật, để thoải mái xả chiêu thức không lo hết năng lượng nhé. Chính nhờ bộ combo tràn đầy sát thương, Vio muốn đi đường hoàn toàn có thể và đáp ứng nhu cầu trở thành một tướng xạ thủ gánh team late game. Nhưng bạn phải chấp nhận sự tình: thứ nhất, tiến triển sức mạnh chậm; thứ hai, luôn phải đặt trong tình trạng thiếu người bảo kê và có thể bị gánh bất kỳ khi nào, lượng năng lượng sử dụng không thoải mái chút nào đâu. Thú thật thì Ad khuyên anh em nếu có Vio thì cứ cầm đi rừng là tốt nhất, bởi đi solo đường không phải là nơi Vio trở thành một ngôi sao sáng chói, trước khi bạn là một người đam mê xạ thủ và ít tướng đeo đanh, hoặc đơn giản là chỉ biết chơi xạ thủ đi đường, không biết đi rừng hoặc là bị tranh rừng. Vio sát thương lớn, bắn giao tranh mạnh, nhớ luôn theo đồng đội và tham gia giao tranh liên tục nhé. Hạn chế đẩy đường cao, nếu không còn trụ hoặc là mất tầm nhìn, dù bạn là đi solo đường. Sau đây là trang bị và bảng ngọc của Vio. Top 3, Theonas là một xạ thủ thế mạnh là đi solo đường, hoàn toàn khác với hai vị tướng bên trên. Khả năng bắn tầm xa từ chiêu 1, khống chế từ cả bộ combo, đương nhiên sát thương chí mạng cực thốn. Theonas là một vị tướng phụ thuộc nhiều vào trang bị nên người chơi cần cần cù farm trang bị tại các cấp độ đầu, chớ vội hổ báo quá nhé. Theonas không còn khả năng cơ động tốt, nhiều nhất chỉ là khi sử dụng chiêu cuối xong là được tăng chút tốc độ chạy. Đây là điển hình cho vị tướng xạ thủ đi solo đường gánh đội tiêu biểu, khi có ít nhất 2-3 trang bị Theonas hoàn toàn có thể tối ưu trong giao tranh, và luôn nhớ bản thân là một xạ thủ tuyệt đối không đẩy đường một mình và luôn đi theo đồng đội để vừa được bảo kê, lại đảm bảo cứ khi nào giao tranh đội luôn có nguồn sát thương chủ lực để đảm bảo chiến thắng. Có một câu đối với các xạ thủ late game mạnh với đó đánh thường tiêu biểu là Theonas, đó chính là chỉ cần có một điểm tựa, Theonas thì bắn tất cả. Chớ quên, trụ bạn dù không có lính đều có thể bị Theonas cấu rỉa trong tầm tay. Ngoài vị trí đi solo đường, đôi lúc Theonas còn được cầm đi rừng, nhưng theo S không phải tối ưu, trừ khi bạn đi team 5 hoặc là có sự phối hợp tuyệt vời với người trợ thủ hoặc là đồng đội. Sau đây là trang bị và bảng ngọc của Theonas. Top 2, Jhon. Sát thương tay lớn và ảnh hưởng mạnh cho tranh. Điều Jhon cần nhất đó chính là một điểm tựa, đó chính là các vị tướng tanker giúp cho Jhon vị trí bắn và thua đối thủ, giúp cho Jhon xả toàn bộ combo. Khác với Theonas, Jhon combo rất đơn giản, đó là tung hàng loạt chiêu thức để kích hoạt nội tại liên tục. Nên khi về cuối game, đồng đội có thể thì nên nhường bùa xanh cho Jhon, đảm bảo vị tướng này không khiến bạn thất vọng. Nhiều bộ combo dựa nhiều vào nội tại nên danh hiệu sát thương trung bình lớn nhất đó chỉ có thể là Jhon mà thôi. Bởi Theonas thế mạnh là các đòn đánh thường, nhưng Jhon điểm mạnh là cả bộ combo và đòn đánh thường cơ.
Đương nhiên cả hai vị tướng đều là mẫu tướng cần trang bị. Vậy nên cứ từ từ rồi lên game anh gánh đội sau. John là một trong số ít vị tướng có thể ăn mạng trợ thủ đơn giản nhờ chiêu cuối thần tiến, giúp hắn ta lượm nhặt các mạng trợ thủ đến các mạng hạ gục từ một nơi rất xa lạ. Có một tin siêu vui cho anh em, đó là phiên bản mới sắp tới, John được tăng sát thương rất nhiều, khiến John có thể trở thành một tướng xạ thủ sổ đường số 1 trong tương lai. Sau đây là trang bị và bảng ngọc của John dành cho anh em. Top 1, Van Hen. Chắc Ed không cần nói nhiều về Van rồi đúng không? Bởi tầm sức mạnh của Van là cực khủng, khả năng ép đường đầu game rất mạnh. Nhờ đó hiện tại, solo đường, Van mà là số 2 thì không ai số 1 cả. Đây là một vị tướng được tặng free, nên Ed tin chắc bây giờ anh em luôn có một con bài mạnh, được mọi bậc rank công nhận để đeo rank rồi đúng không nào? Van Hen có nhiều lối trang bị, nên anh em nên test trước rồi lựa chọn một lối trang bị phù hợp với bản thân. Như Ed đây thì thích lối khống chế liên tục và một chút châu bò, không lo thiếu sát thương. Còn các bạn thì sao? Các bạn chơi Van Hen với lối chơi và trang bị ra sao? Sau đây là trang bị tham khảo công thủ vẹn toàn dành cho anh em thích lối chơi, hit and run và khống chế. Đó là 5 vị tướng đồng thời là câu trả lời cho thắc mắc của anh em. Hiện tại xạ thủ solo đường nên chơi cùng tướng nào? Các bạn nếu để ý thì chắc thấy được rằng S sử dụng cho anh em bảng ngọc chung là tốc đánh 26%. Chắc anh em thấy lạ đúng không? Thú thật với anh em, S full ngọc và full tướng rồi. Nên nếu chơi các vị tướng này đều dùng bảng ngọc riêng. Nhưng S biết chắc rằng nhiều anh em có một bảng ngọc 90 là mừng rồi, còn lại đều dành phàm của tướng. Vậy nên S gửi cho anh em đó là bảng ngọc đại trà, có thể sử dụng cho nhiều vị tướng và cả các vị tướng solo đường khác nhau như là Airy, Omen, Nữ Bố, Kirok, vân vân và Mây. Đương nhiên yên tâm, trang bị và bảng ngọc S sửa cho hợp lý và phù hợp rồi. Bởi chưa quên một điều, trang bị là phải đi đôi với bảng ngọc để có thể bù khuyết cho nhau tốt nhất. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video này nhé. Và nếu thay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Có rất nhiều bạn đặt câu hỏi cho Ed, đó chính là khi mà em có một nhu cầu muốn mua một cái bạc thiên quân để mà chơi và đeo rank tốt hơn, nhưng mà không biết phải mua ở cái shop nào cho uy tín và chất lượng. Thì ok, mình hôm nay giới thiệu cho bạn cái shop, đó chính là nicklinhquân.vn. Tại đây thì mình mua khá nhiều lần rồi anh em ạ. Chính vì vậy anh em hoàn toàn có thể nạp cạc ở đây và mua tự động 100%, chứ không qua một bên giao dịch nào cả. Ở đây có rất là nhiều ạc cho anh em lựa chọn. Khi mà nạp cạc vào, anh em nếu mà chờ lâu có thể liên hệ face của các admin ở trên shop này, hoặc là liên hệ số điện thoại để họ có thể là gạch thẻ cho anh em nhanh hơn và có thể mua được các nick ưng ý. Để ủng hộ Ed, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook
Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.